Những bức tượng đá lịch sử trên đảo Phục Sinh đối mặt nguy cơ hư hỏng nặng do cháy rừng. Một vụ cháy rừng dữ dội đã bùng phát hồi đầu tuần này và thiêu rụi một diện tích rừng rộng hơn 60 ha tại đảo Phục Sinh, một hòn đảo nằm ngoài khơi bờ biển Chile. Sức nóng từ vụ hỏa hoạn cũng đe dọa nghiêm trọng đến những bức tượng đầu người Moai nổi tiếng. Thị trưởng Edmunds cho biết các nhà khoa học và chuyên gia khảo cổ đã được mời đến đảo Phục Sinh để đánh giá thiệt hại và xác định hướng xử lý. Đây là những tổn thất không thể đo lường và khắc phục được. Ngọn lửa đã sinh ra nhiệt độ rất cao và tạo ra những vết nứt trên đá. Hiện tại, tôi không biết biện pháp khắc phục sẽ được tiến hành như thế nào, ông Pedro Edmunds, thị trưởng đảo Phục Sinh, cho biết. Moai là những bức tượng hình đầu người được tạc từ cho núi lửa cô đặc trên đảo Phục Sinh. Tất cả các bức tượng đều được chế tạo từ đá nguyên khối, có nghĩa được tạc từ một tảng duy nhất. Theo thống kê, có khoảng 887 bức tượng Moai đã được tìm thấy trên đảo Phục Sinh. Đã có vô số giả thiết về các bức tượng Moai này, như cách thức tạo dáng, xây dựng, cho đến vai trò của các bức tượng này trong nền văn minh Rapa Nui trên đảo. Đặc biệt, các nhà khoa học vẫn chưa giải mã được những khối đá khổng lồ mang ý nghĩa gì và làm thế nào mà người ta lại di chuyển được những bức tượng khổng lồ này đi khắp hòn đảo.